Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây Catum mới. Mà mình thì hay gọi Catum theo màu ấy. Tại Việt Nam là như vậy. Còn thì một số cái tên thì bởi vì đa phần ấy, một số những cái dòng Catum thì đa phần là những cái cây Catum lai và được sưu tập từ nước ngoài. Còn ở Việt Nam mình thì gần như là không có. Và ở mình cũng có một số loài nó cũng dạng kiểu thân lá như này, nhưng nó nhỏ hơn và cũng ra hoa từ gốc, cũng dạng lá, cũng thể gọi là dòng Catum. Và có một số loại, nhưng mà thường thì sẽ có ở đấy. Và có một số cái cây mà nó hơi khó trồng, bởi vì cái dòng Catum này nó ở rừng mình ấy thì nó khó lắm. Ở mình cũng có nhưng mà cây nó rất là khó trồng. Còn đây là những cái cây mà được nhân tạo và được nhập giống những cái cây này từ Thái Lan về. Từ Thái Lan về Việt Nam thì như cái cây này thì là cái cây Catum hồng, gọi nôm na là như vậy. Thì cái này thì nó cũng có cái tên riêng của nó và nó được lai, cái này được lai tạo từ cây Piretum lai với cây Susanfoot, là ba cái hai cây là lai nhau. Thì thường những cái cây lai này thì em cũng nói rồi, là những cái cây lai này để mà nó giống hệt nhau 100% ấy thì là gần như là điều khó hơn, bởi vì nó không thể giống nhau 100%. Thì đấy là nói về nhiều cây. Thì đây thì em cũng nói luôn trên các bông của nó, đôi khi nó không giống nhau hết 100%. Đấy, như cái bông này chẳng hạn nhé. Đấy, chỗ này chấm nhiều hơn này. Đây, xem những bông bên này. Đấy. Sự khác nhau là thứ nhất là nói về cái độ mở. Độ mở của cái cánh dưới. Hai cánh dưới và độ mở khi nó nở từng bông ấy. Đấy. Thứ nhất là độ mở của cái môi hoa này, cũng như là mình hay gọi là cái lưỡi. Thứ hai là về cái màu sắc của nó. Là nếu mà nhìn ở ngoài đời thật ấy, thì sẽ thấy là cái họng vàng của nó đậm, có chỗ đậm chỗ không, có bông thì đậm hơn, có bông không đậm hơn. Thì thường nó giữ hương ở trên cái trụ nhị này, và nó cái độ biên trắng của nó này. Đấy, nó biên trắng thì có cây biên nhiều hơn, cây biên ít hơn, màu nó có cái đậm hơn, nhạt hơn. Thì đấy là nó hơi khác nhau một chút thôi. Đấy là cùng trong cần hoa. Thì cái việc mà khi mà nó lên ảnh ấy, thì anh chị nhìn chưa kỹ ấy, thì sẽ nhận diện ra đây, như cái này là màu trắng của nó này, điểm màu trắng của nó nhiều này, điểm này nó cũng nhiều nhưng nó ít hơn. Đấy, ví dụ thế. Đấy, ví dụ vậy. Thì đấy là trên tùy từng bông. Đây, những cái bông này điểm trắng nhiều, ví dụ vậy. Thì nó có một số cái khác. Thế nên là cái việc những cái cây lai nhau này ấy, thì là nó là những cái cây gọi là same và gần giống nhau. Đấy là riêng dòng cái cây Piretum lai với cây Susan Fruit này là như vậy. Thì nó là cái cây hai cái lai. Thì em cũng nói rằng là tất cả những cái tên này thì em sẽ đều ghi đầy đủ để mọi người có thể tìm hiểu thêm trên internet hoặc trên các trang web khác. Thì hôm nay em giới thiệu về nó thì cũng rất đơn giản thôi. Em giới thiệu về thân lá. Thân lá của thằng này, dòng Catum này thì nó là dòng lá ngắn, lá bầu to nhé. Lá ngắn bầu to, dạng củ ngắn. Củ nó không phải ngắn lắm, nhưng nó không phải là dạng củ dài hẳn. Dòng Catum thường thì nó cũng có một số cái cây mà nó củ ngắn hẳn ấy, ngắn hẳn tròn ấy. Thì ví dụ như cái cây Calostum ạ. À, cái cây cũng thể nói là cây Calostum được, bởi vì cái cây Calo đấy là nó là cây nó kiểu dạng như cái này, nhưng lá không tròn, mà cái này cái lá tròn hơn. Cái lá tròn hơn. Cái dạng củ này. Anh chị cứ tìm, anh chị cứ nhìn cái củ cái cây Catum xanh Tremolino ấy, xanh lễ trắng ấy, thì cái củ nó tròn hơn. Nó cũng chỉ như này thôi nhưng nó tròn. Còn cái củ này thì nó dài hơn. Đấy, thì còn đương nhiên là mình cứ nuôi tốt, cho nó nhiều phân thì củ nó sẽ tròn to hơn. Nhưng nó cũng là kiểu dạng dáng lá. Và kiểu ra hoa của nó, đây mọi người nhìn này, kiểu ra hoa của nó thì nó ra ngang chéo chéo này. Đấy, còn cái kia là ra hoa nó thòng xuống luôn. Nếu cái cây Remoriner là cái cây lưỡi củ mà xem em vừa mọi người xem ấy, cái xanh lưỡi trắng ấy, củ ra đây là hoa rủ xuống luôn. Hoa ra đây rủ luôn. Nó giống kiểu cái cây Catum gừng ấy.
Đấy. Nhưng còn cây này là nó cứ đi ngang này và đi dựng. Đấy. Nó dựng lên này này. Nó sẽ dựng. Chứ nó không phải là cái ra cái rủ luôn. Ví dụ cái cây mấy cái cây mọi người có thể tham khảo lại thêm trên những cái kênh của em ấy. Em có nói rất là nhiều về cây cát tum. Nó có cái nọ kia. Và cái kiểu ra hoa của nó, phân biệt của kiểu ra hoa anh chị nhá. Kiểu ra hoa, thân lá thì một phần nhưng chủ yếu kiểu ra hoa. Thân lá cái này thì nó dài khoảng từ 10 đến 15 cm và tròn. Như cái củ này gầy như này nó cũng khoảng tầm 3 cm rồi. Còn những cái củ to như này nó khoảng 4 cm hoặc là 5 cm, 45 cm gì đó. Đấy là chiều cao và rộng. Lá của nó thì những cái lá dưới này sẽ ngắn này. Những cái lá chung tầm này là to nhất thì nó bị rụng rồi. Rụng nhưng không sao cả, kể cả rụng trúc đi chăng nữa thì nó vẫn có hoa bình thường. Đấy, nhưng cái cây này thì nó lại vẫn còn vài cái lá trông nó cũng rất là xinh. Đấy, thì cái dòng này là dòng lá tròn khá to. Thì cái dòng lá này thì nó dài khoảng từ 35 đến 45, có thể là 50 cm, và rộng khoảng từ 5 đến 15 cm tùy từng điểm. Ví dụ như cái lá này thì cái điểm to nhất của nó thì nó khoảng tầm độ 6-7 cm, nhưng có những cái lá dưới của nó to hơn ấy thì nó sẽ to nhất, điểm to nhất là phải tầm trên 10, khoảng tầm gần 15 ấy, tầm 13-14 cm, và dài khoảng 30-40 cm. Dòng thân này của nó thì mọi người chỉ cần nhìn một chút đây thì nó cũng không có cái gì quá khó khăn. Thường thì những cái cây hồng ấy thì là nó cũng khá là sạch như này, nhưng mà thường nó sẽ có hơi cái chấm, nhưng nó sẽ là chấm màu, không phải là chấm kiểu này. Chấm của này là kiểu chấm mà bị đốm, nó kiểu bị gì sắt ấy. Đấy, nó kiểu có đốm trên lá này. Đấy, thì chấm thân này như vậy. Nhưng còn cái màu của nó thì là sạch nhé mọi người nhé, sạch và có thể là có hơi vẩn hồng. Vẩn hồng theo từng vệt chứ không phải là vẩn theo gọi là khắc hay là cái gì cả. Cái khắc của nó vẫn là xanh xanh bình thường, sạch sạch bình thường. Cái khắc này của nó này, thường mọi người nhìn phi điệp hay nhìn cái khắc này hoặc là các loại khác, thì cái này khắc của nó sạch và nó có thể có hơi có vẩn hồng theo từng vệt ở trên thân. Thì còn hoa của nó, đây hoa của nó thì nó ra hoa vào dịp từ tháng 10 đến khoảng tháng 12. Bởi vì có rất nhiều cây em vẫn còn nó nụ. Và kiểu hoa của nó, cần hoa của nó dài khoảng từ 20 đến 30 cm. Chắc là phải có cần nó phải 35 40 cm. Đây là cây bình thường. Với cây thì chung là có cây to hơn thì nó khỏe, cần hoa dài hơn. Nhưng cây này thì nó dài khoảng từ 20 đến 40 cm và một cái cây 20 khoảng 25 cm như này thì nó có 7 bông hoa. Thì những cái cây dài hơn thì nó có thể là sẽ 8, 9 bông, 10 bông, có thể là hơn 10 bông. Đấy, màu sắc của nó thì nó là màu hồng là chủ đạo. Và họng của nó là họng vàng. Các chị nhá, họng là họng vàng. Mũi của nó cái tùy là trắng này. Em vừa động một cái nó bị gãy mất cái này rồi. Cái này là cây có hương thơm ý nhá. Cái này là cây có hương thơm. À không phải, cái này không phải gãy, cái này là ở dưới này. Đấy. Cái này là cây có hương thơm ý chị nhá. Cây này là cây có hương thơm và hương thơm chủ yếu là vào buổi sáng và buổi chiều. Chiều nó sẽ nhẹ dần, vào tối thì gần như là không có hương. Hiện giờ vẫn buổi chiều 3 giờ chiều nhưng vẫn có hương. Còn về cái mùi hương của nó, khi mà cái cây này rất là lạ, có nghĩa là em gặp những cái bông mà nó tàn rồi ấy, chuẩn bị tàn ấy, thì cái bông tàn nó thì nó có hơi hương mùi hương dừa. Đấy, nó khác một chút. Cái độ bền của hoa của cái bông này ấy, thì nó rơi vào khoảng từ 5 đến 10 ngày. Thì ví dụ như cây này là mới nở này. Mới nở là khoảng tầm 3-4 ngày, 5 ngày này. Đấy, thì nó đã bắt đầu xuống cánh, xuống màu. Thường thì cái môi hoa nó rất là dày, nó bền. Nhưng 50 cánh xung quanh nó mỏng, nó quăn rất là nhanh. Thì đây, mọi người thấy những cái bông bên này này. Bông bên này đấy, cánh nó đã đang bị trong tình trạng là đang quăn rồi, đang khum vàng, có nghĩa là sắp tàn. Đấy, đây này, đấy, nó khum rất là nhanh. Thì nó chỉ từ khoảng 5 đến 10 ngày. Với cái điều kiện như Hà Nội bây giờ là đang hơi nóng. Đấy, mọi người thấy không ạ? Thì với những cái cây mà dòng này ấy, thì cánh nó mỏng và chủ yếu là mình chơi cái lưỡi này, nó rất là cứng và nó rất bền, nó bền hơn. Nhưng nó chỉ tối đa chỉ khoảng tầm 10 ngày thôi. Thì nó sẽ tàn hết cánh và nó bắt đầu tàn những cái môi hoa này, cái lưỡi này. Thì cái hương thơm của nó khi mà em nhận ra ấy, có nghĩa là khi mà nó tàn ấy, khi mà tàn mình cắt đi ấy, thì nó có hơi hương mùi dừa. Nó điều rất là lạ là như vậy. Thì nó có thể là do biến đổi hương hay như nào đó. Thì nó cũng là một cái cây có thể là cũng đáng sưu tầm trong dòng custom. Thì mọi người có thể tham khảo thêm trên website hoặc trên YouTube của em. Cảm ơn tất cả mọi anh chị đã theo dõi ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những cái cây custom lần sau hoặc là những cái cây hoa lan lần sau. Em sẽ giới thiệu cố gắng được đầy đủ nhất có thể. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi. Xin chào tất cả mọi người.